250 triệu mẹ cho mượn. Thế là trăm hết bay đấy. Lỗ rồi, dẹp rồi. Căn nhà này à? Thao Vinh à? Ừ. 250 á? 250 giờ mẹ được 150, còn tiền của chúng nó làm ăn mấy trăm hết tất rồi. Mình làm chơi chơi ra tiền trăm mà nó làm nghe có vẻ ấy nhỉ. À con Kim Thuật à, hay là ai cháy vựa đấy? Cái gì là đúng rồi, thằng kia con Nhật Thuật đấy. Cháy hết còn đâu con rể cho đứa nước cháy không còn gì. Cháy sạch xanh xanh luôn. Ừ, cháy không còn gì. Cháy ngọt mà. Vâng, thì con lên Facebook con check con xem à. Thằng Kim Thuật đấy. Bảo cháy hết rồi, mất hết rồi. Mà thôi còn người còn của, may không chết đấy. Cháy rụi nha, bố nhà nó cháy không còn tí nào, không còn tí nào luôn ạ. Cháy sạch sẽ luôn. Nó làm may chứ nó làm sao nhà dân bị điện không? Nó chập điện thì chả đèn. Chập điện là nguyên nhân đấy, không đèn, không phải đèn. Ví dụ như mình làm cái gì sơ ý mà gây phát nổ thì mình phải chịu trách nhiệm. Điện là thuộc quản lý của nhà nước rồi. Thơm thơm đấy nhỉ. Hôm nay nhiều món để quay quá mà không quay trẻ luôn ấy. Còn có món ốc luộc lá chanh mẻ. Đấy thôi lại vào quay đi quay. Quay ốc luộc với. Từ từ đã, quay nốt này 3 phút rồi. Thế là cho nó chín bị lộn đi sao ăn đi đã. Ông nghỉ ngơi tí chứ mà ăn trứng ăn đấy. Thứ này thì con lại lăn rồi. À, lại béo lăn ra rồi. Tuần ăn hai quả thôi.